Rồi ok, xin chào các bác. Thì cái thời đại smartphone bây giờ ấy, toàn là cái máy nguyên khối thôi. Giờ đến các bác mà muốn phân biệt được cái máy đấy mà chưa bị thay thế linh kiện ấy cũng khá là khó khăn. Và em thấy đa số phải nhìn vào ngoại hình của nó thôi. Thì sẵn đây em có cái con LG Velvet mà nguyên siêu hộp mà em mới khui hộp cách đây mấy hôm đấy. Thì em sẽ cho các bác thấy được cái ngoại hình của nó đang như nào để sau này các bác có muốn mua cái con này hoặc là những con khác ấy, các bác có thể tham khảo cái ngoại hình nó cho nó chuẩn nhé. Đây, trước tiên các bác cứ nhìn vào cái mặt lưng trước đi. Em sẽ quay gần lại đã. Đây, các bác chú ý bốn cái góc này, bốn cái góc tiếp xúc giữa mặt lưng và cái khung viền ấy, nó phải rất là khít nhé, rờ vào không có gợn gì đâu. Đó, các bác có thể thấy này, góc này này, góc này này, rất là khít luôn, hở không có, gần như không có hở luôn. Đây, góc trên này. Đó, góc trên này. Đó. Và cái cạnh bên mà tiếp xúc với khung viền ấy nó cũng như tương tự như thế thôi, rất là khít. Bên này cũng thế, rất là khít luôn. Đấy. Các bác có thể thấy không? Và nó đều nhau, nó chỉ là không có bên nào mà cao hơn bên nào cả. Nó đều nhau luôn và rờ vào không có gợn gì cả. Đó. Thường thường ấy những cái máy mà đã bị thay thế lắp lưng ấy thì em thấy đa số là có một bên nó sẽ bị cao hơn, một bên khít, một bên thì hơi hở một tí, đa số là như vậy. Em thấy những cái máy mà đã bị thay lắp lưng ấy đa số như vậy. Còn nếu như ông thợ nào mà có thể làm được hai bên vừa khít mà lại còn vừa đều nhau nữa ấy, thì ông thợ đấy quá ngon rồi. Và nếu mà thợ mà làm như thế thì cũng yên tâm một phần. Rồi tiếp theo là cái mặt trước ấy thì nó cũng tương tự như cái mặt sau thôi, những cái cạnh tiếp xúc giữa màn hình và cái khung viền nó cũng phải khít như vậy. Đây, bốn cái góc này các bạn có thể thấy này, rất là khít luôn, bốn góc này đó, các bạn thấy không, rất là khít đó, góc này đó, góc này rất là khít luôn. Đấy, cái đời con Velvet này em thấy là LG hoàn thiện con này khá là tốt luôn. Em thấy không thua kém gì những cái hãng khác đâu. Gia công họ quá tốt rồi. Những cái phần hở của những đời trước ở những cạnh tiếp xúc với cạnh bên này này, khung viền bên này, bây giờ họ làm khít lắm, không 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 vấn đề gì luôn. Đấy. Tiếp theo nữa ấy, là nếu như cái máy nào mà còn tem này thì càng tốt, nhưng mà cái tem này không quan trọng, ông nào ngứa mắt thì ông ấy lột ra thôi. Tiếp theo nữa ấy, là cái cụm camera. Em phóng gần này đã. Đấy. Thì các bác có thể thấy này, nếu như mà cái camera nào ấy mà không có bụi gì ở bên trong ấy thì nó mới ngon nhé. Em thấy là một số cái máy mà đã có bụi ở bên trong camera ấy, thì chắc chắn là họ đã bị máy đấy đã bị tháo cái lắp lưng ra rồi, tháo tháo cái gì ra để mà thay thế rồi nó mới có bụi thôi. Còn những cái máy mà zin hoặc là những máy mà nguyên siêu như này không bao giờ có chuyện mà có bụi trong camera đâu. Đấy, các bác có thể thấy này, rất là sạch sẽ đẹp. Đấy, để camera sau này. Đấy, còn đây là camera trước này. Cũng thế thôi, không một tí bụi nào cả. Đó. Rồi, những cái phím bấm này nó còn phải rất là nảy. Không vấn đề gì, đấy, các bác có thể thấy này. Tiếp theo ấy là cái phần những cái lỗ lỗ cắm này. Rồi. Thì LG và Samsung ấy đa số làm cái phần những cái lỗ cắm này, họ có bọc cái phần nhựa ở đây này. Đấy, thì thường thường những cái phần nhựa này nó sẽ bị xước theo số lần cắm vào. Ví dụ như cái con này em mới cắm được có 2 lần thì gần như nó chưa xước một tí nào luôn. Các bác có thấy không? Đấy. Đây là những cái lỗ cắm mà có bọc nhựa ấy, thì gần như nó chưa xước một tí nào luôn. Đó. 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 Rồi, đây là cạnh trên. Thì cạnh trên này có cái khay sim, thì nhân tiện em sẽ tháo cái khay sim ra cho các bác xem. Đây. Ok. Đây. Thì cái khay sim của một con mà còn nguyên siêu ấy, nó sẽ như này đây.
Đây là một mặt trước này, mặt sau này, nó phải còn nguyên cái số seri ở đây này. Các bác có thấy số seri không? Đó, có cả cái chữ KT này, như cái nhà của nhà mạng bản K thì phải. Rồi, ok, đây là cái khay sim nhé, nó phải còn nguyên số seri nhé. Rồi, tiếp theo em sẽ lắp vào. Rồi, mở cái màn hình lên. Đấy, thì cái máy này là cái bản Hàn nhé, nhưng mà không hiểu sao em không kiểm tra nó được bằng cái lệnh này. Sao thăng 546368 thăng sao. Cái máy này mã là 900900 thăng. Thì cái dùng cái lệnh này không được các bạn. Không, em cũng chưa biết tại sao nữa. Nhưng mà cái dùng cái lệnh này thì lại được này. 5457 thăng sao 900. Thì dùng cái lệnh này lại được. Ok. Đấy, cho nên là em không test được cái áp suất bằng cái lệnh sao thăng 546368, thì em phải test cái áp suất bằng cái app CBUZ này. Test bằng cái app CBUZ này thì các bác vào cái phần sensor này này, và xuống dưới vào cái phần dưới cùng này, nó sẽ có cái pressure này, nó chính là cái phần để áp suất đấy. Thì hiện tại đây các bác có thể thấy em ấn vào ấy, nó không nhảy đâu vì cái sim này em đang rút ra này. Đó, đó, ấn nó không có tác, không nhảy gì đâu. Bây giờ sẽ lắp cái sim vào. Rồi, ok. Đây, đây là áp suất của cái con máy mà nguyên siêu nhé. Thì có thể là cái áp suất này của mỗi con nó mỗi khác nhé. Nó không thể là quy chuẩn cho cái máy nguyên siêu, nó phải có áp suất như thế này nhé. Đây, các bác có thể thấy này, nhìn này. Ấn này, 1, 2, 3, ấn này. Đó, em thấy vừa giờ nó nhảy lên 11. Từ 5 lên 11. Đó, có nghĩa con này nhảy rất là mạnh. Đó, và khi mà các bác ấn vào ấy, không phải là cái áp suất nó sẽ giữ nguyên cái giá trị mà khi các bác nó nhảy lên đâu. Khi ấn vào ấy, nó sẽ nhảy lên và nó sẽ trở về ngay lập tức thôi. Nhiều khi nhiều bác bảo là tại sao nó không giữ ở cái áp suất mà nhảy lên đấy, thì áp suất nặng thế thôi, nó sẽ nhảy về lại thôi. Đấy, các bác nhìn này, ấn này vẫn giữ này, đấy, nó vẫn nhảy về vị trí cũ thôi. Đó, ấn này giữ này, đấy, nó vẫn nhảy về vị trí cũ thôi, nó nhảy lên phát nó về vị trí cũ thôi. Thì cái đây là cái máy còn nguyên siêu nhá, nhưng áp nó rất là tốt như vậy. Các bác ấn lại cho bác thấy này, nó cứ nhảy lên rồi đấy xuống thôi. Đấy, đấy, các bác có thể thấy đấy, nhảy lên nhảy xuống. Rồi, thì đấy là mấy cái mà các bác có thể test được con máy mà nó còn nguyên zin, còn chưa bị thay cái linh kiện gì ấy. Đấy là cái test cơ bản thôi, để các bác tham khảo thôi, chứ còn nhiều khi là các bác thợ giờ cũng khá là giỏi rồi, thay lắp nưng, thay màn hình các thứ đều có thể làm được cái áp suất lại bình thường rồi. Cho nên cái áp suất nó không phải là quan trọng cho lắm nữa đâu. Quan trọng là các bác phải nhìn được cái ngoại hình của nó thôi. Vì giờ máy nguyên khối rồi, không thể là có cách nào mà, nghĩ là các cửa hàng bán ấy, đa số đều không cho các bác tháo máy ra đâu. Mà các bác cũng chẳng muốn tháo cái máy ra làm gì, nếu như máy đấy còn ngon thì tháo ra sau này thì nó lại bị lởm đi rồi. Đấy, chứ là đây là cái con máy mà nguyên siêu nhá. Thì ngoại hình của cái con này nó gần như là hoàn hảo rồi. Mình thấy con LG Velvet này, cái ngoại hình của nó về độ hoàn thiện đấy nhá, thì nó gần như hoàn hảo rồi. Nó không thua kém gì bất kỳ một cái hãng nào nữa đâu. Rồi, ok, hy vọng là sẽ giúp ích được cho các bác.